Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 22 tháng 1 năm 2018, cơ sở chúng em cập nhật một số loại hàng. Vào những dịp cuối năm này thì hàng về cũng rất là khan hàng nên là không có số lượng nhiều. Hôm nay ít hàng thì em cũng bố trí được cho các bạn những cái phần combo vào 400.000 nữa các bạn ạ. Em bố trí cho các bạn là chia sẻ là có chừng khoảng 10 loại lan nhé các bạn nhé. Và thông tin về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn. Các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp cho em theo số điện thoại của cơ sở chúng em là số 0984754102 nhé các bạn. Hôm nay thì em có cập nhật một ít kèn Lai Châu. Được có mấy hình kèn thôi, loại to và loại trung. Hàng cây đang có nụ. Và một số phần lan combo thì em có làm ra đây cho các bạn sẵn luôn có 3 hình combo để cho các bạn tham khảo, chia sẻ. Đấy, bây giờ em đi vào giới thiệu luôn những cái phần kèn mà hôm nay em có để chia sẻ cho các bạn đây. Thì những cái phần kèn này là em có làm thành từng phần là 400.000 một phần nhé các bạn. Đấy, bây giờ những phần kèn này đang có nụ như này đây. Nụ đang rất to rồi. Đấy, những cái nụ đang rất to này. Nó đang nở tết rất là ấy luôn. Có những phần nụ mà to quá thì nó gãy bớt. Nhưng mà cái này chúng ta lấy về làm giống là chủ yếu nhé các bạn nhé. Đấy. Như phần này đây thì chúng ta có em xem là 1 2 3 4 thân hoa các bạn ạ. 4 thân hoa 400.000. Hàng thành từng khóm nhé các bạn nhé. Phần số 1 này. Đấy, em có buộc thành từng bó này. Để lát nữa em sẽ gắn luôn thẻ phần số 1 vào đây luôn. Đấy. Ở đây có 4 khóm nhé các bạn nhé. 4 khóm là 400.000 này. Còn ở đây cũng là 400.000 nữa này các bạn. Đấy. Đây cũng là 400.000 nữa này. Khóm này cũng vào 4 thân hoa như này nhé các bạn nhé. Đây là những cái nụ hoa đây. Nụ hoa đang ra rất dài như này rồi đây. Đấy, hoa này chỉ chừng khoảng nửa tháng nữa là nó sẽ nở thôi. Đấy, mỗi phần đều có 4 khóm nhé các bạn. Đấy, đây là phần số 2. Thân nó to đẹp luôn này. Còn đây phần số 3. Phần số 3 này cũng có 4 khóm này. Đó, đấy, khóm đang rất dài hoa này. Đó, 1, 2, 3, 4 khóm này. Đấy, phần số 3 cũng 400.000 nhé. Thân cũng rất là to đẹp, đều đẹp luôn các bạn ạ. Đấy. Nói chung là những cái phần này em đều đã chọn lựa kỹ, nó không hề bị gãy nhá các bạn nhá. Những cái thân hoa này không bị gãy nhá. Đây, như thân này nó bị gãy cái đầu này, hai đốt đầu thôi nhá các bạn. Đây phần số 4 cũng 400.000 ạ. Đấy. Ở đây những cái đồng thời cái mầm cây nó cũng bắt đầu lên rồi này các bạn này, mầm cây con này. Đấy, lá tím lịm luôn. Cũng 400.000 phần số 4 này. 1 2 3 4. 4 khóm nhé các bạn nhé. Hình như khóm này là có phần này có 2 khóm nữa này, liền dề nhé các bạn. Phần số 4. Đây phần số 5 có giá là 600.000 nhé các bạn. Phần số 5 có giá 600.000. Cũng có 2 khóm. Đấy, hai khóm mà có tới 3 thân tơ to đẹp luôn các bạn ạ. Đó. 600.000 nhá, phần số 5 ạ. Còn đây phần số 6. Phần số 6 này cũng gồm có 2 khóm. Đấy, 2 khóm. Đấy, những cái cần hoa này, những cái nụ hoa đang ra rất dài này rồi đấy các bạn. Đó. Phần này có 2 khóm rất là nhiều thân già luôn, rất là khỏe. Những cái khóm liền dề to như này thì nó sẽ rất khỏe, nuôi cây con lên rất là tốt luôn. Phần số 6 đây. Đó. Còn đây là phần số 7 cũng có giá là 600.000 nhá. Phần số 7 cũng có 2 khóm, gồm 2 khóm này. Đó. Cũng có 3, 4 thân hoa hết này. 1, 2, 3 thân hoa. Những cái 4 thân hoa nhé các bạn nhé. Đó. Đấy, thân này nó bị sâu. Đó. Phần số 7 cũng là 600.000 này. Còn đây phần số 8 cũng là 600.000 đây các bạn nhé.
Đấy, phần số 8 này thân rất to. Thân to đều với nhau này. Đấy. Những cái thân hoa này nó bị sâu từ trong rừng rồi các bạn ạ, chứ không phải bị gấy đâu. Cái này là do bị sâu này, nhưng nó vẫn ra nụ bình thường này, nụ lên sát gốc luôn. Đó. Thân rất là to đều này. Đấy. 1 2 3 4 5 6. Phần số 8 nó có thứ 6 thân hoa luôn các bạn. Chẳng qua là những cái thân hoa nó bị sâu, là nó bị sâu, nó chỉ dài được nửa thân thôi này. Đó. Về chúng ta làm giống là chủ yếu nhá. Hàng kèn rừng thì nó không được đều đẹp như là hàng của tàu đâu nhá các bạn ạ. Và ở đây em có những cái phần combo lan rừng gồm có 10 loại lan nhá các bạn nhá. Đây phần này đây thì gồm có lan, đây là lan môi tua này. Môi tua, còn đây là Điện Biên Đông này. Đó, Điện Biên Đông. Còn đây là cái Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc nhé các bạn nhé. Đấy, mỗi phần này đủ để trồng một giỏ vừa vừa nhé các bạn. Còn đây là Kim Điệp Xuân này. Đấy, chỗ này có một rề Kim Điệp Xuân này. Còn ở đây là Ngọc Thạch Ba Màu nhé các bạn. Ngọc Thạch Ba Màu này. Còn đây là Long Tu Xuân này. Long Tu Xuân đang chuẩn bị cho nụ nhé các bạn nhé. Còn đây là Kim Điệp Nhựa. Kim Điệp Nhựa, Kim Điệp Thơm nhé các bạn. Đó, Kim Điệp Nhựa. Còn ở đây là Hoàng Thảo Vôi này. Đấy. Còn đây là Hoàng Thảo Vôi nhé các bạn nhé. Còn đây là Đùi Gà Tròn. Đùi Gà Tròn bây giờ đang cho nụ nhé các bạn. Đấy, cái Hoàng Thảo Vôi với cả Long Tu Xuân bây giờ đang cho nụ. Kim Điệp Nhựa đang mùa cho nụ rồi. Còn đây là Đuôi Chồn nhé các bạn. Đấy, mỗi phần này có giá là, mỗi một combo 10 loại lan này có giá là 400.000 nhé các bạn. Còn combo này đây thì cũng tương tự nhau thôi các bạn ạ. Đây cũng là chồn này, đùi gà tròn. Đấy, đùi gà tròn. Đùi gà tròn này là chủ yếu là cây nhỏ thôi các bạn ạ, không có cây to đẹp nhé các bạn. Còn đây là hạc vĩ Bắc. Hạc vĩ Bắc bây giờ đang có cho nụ nhé các bạn. Đây này. Đây là những cái nụ hạc vĩ Bắc bây giờ đang nhú nụ rất nhiều như này rồi đây. Đấy. Những cái thân rất nhỏ thôi nhưng mà cho nụ rất là đều đẹp này. Nụ chít chít nụ luôn các bạn ạ. Còn đây là Ý Ngọc nhé các bạn. Đây lan Ý Ngọc này. Còn đây cũng là Điện Biên Đông này. Đó, còn đây là Long Tu Xuân này. Long Tu Xuân đây. Còn đây là Hoàng Thảo Vôi. Ngọc Thạch Ba Màu đây. Đó. Đây là Kim Điệp Thơm. Đó, Kim Điệp Thơm, Kim Điệp Nhựa cũng nó nhé các bạn nhé. Còn đây là Kim Điệp Xuân đấy. Đấy, Kim Điệp Xuân đây. Đó, 10 loại nhé. Còn đây cũng là 10 loại 3 phần này đây. Này là Kim Điệp Xuân này. Kim Điệp Nhựa này. Này là Ngọc Thạch Ba Màu. Còn đây là Hoàng Thảo Vôi. Đây là Long Tu Xuân nhá. Đấy, còn đây là Điện Biên Đông. Cái này là Ý Ngọc nhá. Còn đây là Hạc Vĩ Bắc. Cũng đang Hạc Vĩ Bắc này đang nụ rồi. Còn đây Đùi Gà Tròn nhá các bạn. Đùi Gà Tròn này. Còn bên kia cũng là Chồn này. Đấy, ba hình combo này nó cũng na ná nhau hết thôi nhé các bạn nhé. Đấy, nên là các bạn mà thích loại lan nào hoặc bớt loại lan nào cũng được nhé các bạn nhé. Thì các bạn cứ yêu cầu bên chúng em sẽ tự bố trí cho các bạn là 10 loại lan là 400.000 nhé. Đó. Và còn đây một số mặt hàng kg mà hôm nay còn hàng đây. Thì cũng có, đây là Long Tu Xuân, hàng đẹp đây thì 250 1kg nhé các bạn. Long Tu Xuân này hàng đẹp là 250 1kg. Còn ở bên này đây là hàng giống. Hàng cây giống này thì có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Hàng cây giống thì cây nó nhỏ và cây ngắn. Nhưng mà được rất nhiều đầu tân. Chúng ta lấy về chúng ta ươm. Sau một năm thôi cây nó chẳng khác gì cả hàng đẹp nhé các bạn. Đấy. Còn đây là còn đây là Hoàng Thảo Vôi. Loại hàng cây giống thì cây nó nhỏ và cây ngắn này, cũng có giá là 200.000 một cân này.
và có lác đác một vài thân nó bị gãy này. Đây thì cũng em cũng cho hết vào chỗ hàng rỗng này nhá, thì có giá 200.000 một cân thôi. Còn ở đây là hoàng thảo vôi, loại hàng đẹp, cây to đẹp đều nhau này, thì không hề bị dập gãy thân hoa nhé các bạn nhé. Có gãy thì nó chỉ gãy đầu như này thôi nhé. Thì có giá là 250 1 kg này. Đấy, hoàng thảo vôi thì hoa rất là đẹp luôn, hoa thì khỏi chê được rồi. Còn ở đây em còn có chừng khoảng 3-4 cân cái vanda hương chanh nhé. Hoặc vanda hương chanh hoa rất là thơm các bạn ạ. Vanda hương chanh có giá là 150.000 một cân thôi. Đó. Còn ở đây là ngọc thạch ba màu nhé các bạn. Ngọc thạch ba màu rất đều luôn này. Đấy, nhìn cây lá rất là đều, cây rất đều luôn này. Hiện tại thì cây chuẩn bị cho mùa hoa nhé các bạn nhé. Đang lên những cái mầm gốc rất là nhiều luôn ạ. Dề nào cũng đang lên mầm gốc. Nên là về chúng ta dùng thêm kích kỳ để kích thêm mầm nhé các bạn nhé. Đấy, ngọc thạch ba màu có giá là hôm nay còn chừng khoảng 5 cân này thôi. Em bán giảm cho các bạn 180.000 một cân nhé. Còn ở đây là cái trúc mành. Trúc mành em còn có mấy cân này đây. Trúc mành thì bây giờ đang mùa ra nụ nhớ các bạn. Hôm qua em nhớ nhớ là em dỡ hàng ra là nhìn thấy đâu đấy là có một vài cây là đang nhú nụ màu trắng trắng rồi. Nhưng mà hôm nay chưa thấy đâu, tại vì nó bắt đầu ra nụ ấy, nên là bây giờ chưa chưa thấy nụ luôn đâu các bạn ạ. Chúng ta lấy về chừng khoảng chục hôm sau thì cây bắt đầu sẽ ra nụ luôn này. Đấy, dòng này bắt đầu ra mùa nụ ấy nhé. Có giá là 220.000 một cân thôi các bạn ạ. Đấy, hôm nay bán giảm giá. Như mọi khi thì luôn luôn có giá là 250 1 kg. Tại vì dòng này nó rất là giữ giá, tại vì cái hoa của nó rất đẹp, sặc sỡ các bạn ạ. Còn ở đây em còn một chút kiều vàng. Kiều vàng chắc chỉ còn mấy cân này. Đấy, hàng này hơi ít lá một chút. Thì có giá là 130.000 một cân nhé các bạn nhé. Đó, lan kiều vàng nhé. Còn đây là kim tiệp nhựa. Kim tiệp nhựa, hàng loại cây nhỏ này thì có giá là 180.000 một cân thôi. Đấy, phiên hôm nay. Đấy, những cái thân già nó vẫn cho nụ hoa như đây nhé các bạn nhé. Đấy, đây là thân già nó vẫn cho nụ hoa bình thường đây. Đó, kể cả những cây khóm nhỏ nhỏ như này, có những khóm nó vẫn cho hoa các bạn ạ. Kim tiệp nhựa dòng này thì nó chỉ nó như vậy thôi. Đấy, 180.000 một cân thôi, loại cây nhỏ này. Còn ở đây là còn độ chừng khoảng 2 cân, loại cây nó tương đối to hơn một chút, thì có giá là 200, phiên hôm nay bán 230.000 một cân thôi. Đấy, còn đây là hoàng thảo tam bảo sắc. Hoàng thảo tam bảo sắc loại này thì nó sẽ cho hoa vào chừng khoảng cuối tháng 3 nhé các bạn nhé. Hoàng thảo tam bảo sắc có giá là 250.000 một cân nhé. Đấy, hoa rất là sặc sỡ, rất là đẹp luôn. Bây giờ cây nó đã thắt ngọn và xuống, đang xuống lá rồi, nên là chờ hoa nhé các bạn. Còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân này có giá là 150.000 một cân này. Đó, hàng bây giờ nó đang 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 xuống lá để chuẩn bị cho nụ nhé các bạn. Hàng kim điệp xuân này. Đấy, chúng ta mà thích chơi hoa thì chúng ta nên mua luôn từ những thời điểm bây giờ để đấy. Hàng cây nhỏ nhỏ này em bán giá là 100.000 một cân thôi này. Đấy, cây nhỏ rời nhá. Đó. Đấy, như cây này là đẹp rồi. Đấy, cây nhỏ cái rời này thì có giá là 100.000 một cân thôi. Đấy, tí nữa em sẽ lựa ra. Chắc chỗ này lựa ra được độ khoảng 2 cân loại cây nhỏ này. Đấy. Đấy, cây nhỏ, thân nhỏ nhé các bạn nhé. Nó vẫn có rề đấy. Đó. Đấy, thân nhỏ, thân rời này. Là 100.000 một cân thôi. Hàng này thì em về mất chưa lựa được. Đó. Còn các bạn lấy loại hàng đẹp này thì có giá là 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Đó. Để em lựa hàng trực tiếp cho các bạn xem luôn. Hàng loại 100.000 nó sẽ là như thế nào, và loại 150 thì các bạn nhận được sẽ là loại hàng như nào. Đó. Thì đây, loại hàng 100.000 đây. Thì em đã nhặt hết sang bên này này.
Ở đây thì lúc nữa làm clip xong em sẽ ra đây lựa tiếp cho các bạn. Em sẽ phân hàng loại đẹp riêng, loại đẹp ít nhất nó phải như này, thân nó phải to cỡ ngón tay trở lên. Đúng không các bạn? Đấy. Đó. Vậy là em nhặt ra cũng được gần nửa hàng nhỏ ấy chứ. Không phải ít. Đúng không? Đấy, loại hàng đẹp đây. Thân to đùng đây. Đấy, chủ yếu hàng dề luôn cho các bạn. Hàng rời thì em sẽ để luôn giá là 100.000. Đó. Còn ở trên đầy đây thì là hoàng thảo môi tua nhé các bạn. Hoàng thảo môi tua. Chỗ này chắc chỉ còn chừng ở hơn 2 cân. Đấy, toàn hàng dề thôi các bạn ạ. Hàng dề rất là đẹp luôn. Đấy, chỉ lác đác một vài thân rời này. 150.000 một cân, hoàng thảo môi tua nhé. Còn đây lana đuôi chuột. Đuôi chuột hàng này hàng hơi xấu xấu, có giá là 100.000 một cân thôi. Đấy, hàng xấu nhá. Còn ở đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên em bán xả chỗ này. Đấy, em bán tối thiểu từ 1 cân trở lên nhá, 160.000 một cân. Đấy, em bán tối thiểu 1 cân trở lên nhá. Sơn thủy tiên. Còn đây là kim thoa. Kim thoa có giá là đấy. Kim thoa này có giá là 80.000. Em bán tối thiểu từ 1 cân trở lên nhé, kim thoa nhé các bạn. Đó, vừa rồi là những mặt hàng mà hôm nay em có để chia sẻ cho mọi người. Nên là và giá thì em báo chi tiết luôn từng loại cho các bạn, và các bạn đặt hàng loại nào thì vui lòng gọi điện hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em. Cho chúng em xin tên và địa chỉ để chúng em gửi hàng luôn cho các bạn trong ngày nhé các bạn nhé. Em Ngọc Bình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Tổ quốc nhé.